Sau khi một đoạn clip về việc một thanh niên cầm dao hù dọa bạn cùng chơi ngay giữa phố đi bộ An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gần đây, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, thì chiều qua Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã kêu gọi và vận động thành công Trần Thanh Hậu, 17 tuổi, trú tại địa phương ra trình diện để làm rõ về vụ việc trên. Cụ thể, vào tối ngày 8 tháng 5, người dân tại phố đi bộ An Thượng khá hoảng loạn khi chứng kiến Hậu lôi một thanh niên từ trong quán nước và cầm dao chỉ vào mặt, kèm theo những lời lẽ hù dọa. Thông tin ban đầu cho biết cả hai từng là bạn bè có thời gian chơi với nhau. Sau khi được can ngăn thì Hậu đã lên xe cùng Hồ Lê Bằng rời khỏi khu vực nói trên. Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận do quá bức xúc về việc Nguyễn Minh Trí thường xuyên nói xấu và rủ rê nhóm bạn của mình đi vi phạm pháp luật, nên Hậu muốn lấy dao đe dọa, giằng mặt để Trí từ bỏ ý định, tránh xa bạn mình. Không nghĩ đến hậu quả ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hiện công an quận Ngũ Hành Sơn đang hoàn tất hồ sơ vụ việc về hành vi gây rối trật tự công cộng và làm rõ các đối tượng có liên quan.